Tổ chức ân xá quốc tế chỉ trích thỏa thuận di dân của Liên minh châu Âu tên tự Idomeni Hy Lạp. Theo số liệu mới nhất của chính phủ Hy Lạp vào hôm thứ Sáu cho biết, đã có hơn 42.000 người di cư tị nạn bị mắc kẹt tại Hy Lạp, tăng hơn từ 41.000 người vào hôm thứ Năm. Giới chức Hy Lạp cũng cho biết đã không có ai đi qua được Macedonia trong tuần này và chính quyền Macedonia vào hôm thứ Tư đã tuyên bố đóng biên giới, không cho người di cư đi vào. Nhưng bất chấp những điều kiện khó khăn tại trại và biên giới bị đóng, nhiều người di cư vẫn không chịu rời khỏi nơi đây. Cũng trong ngày thứ Sáu, người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế đã chỉ trích một thỏa thuận tạm thời giữa Liên minh châu Âu và Ankara để cho Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại những người di cư không hợp lệ. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Dubai, ông Shetty cho biết, theo quan điểm của Ân xá Quốc tế, thì thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vừa bất hợp pháp, vừa vô nhân đạo. Hầu hết các nước Liên minh châu Âu đều đã ký công ước tị nạn, có nghĩa là họ có trách nhiệm đối với những người tị nạn chạy trốn chiến tranh và đàn áp, được sự bảo vệ của quốc tế. Mỗi trường hợp phải được sàng lọc theo các tiêu chuẩn quốc tế. Liên minh châu Âu không thể đưa ra các thỏa thuận bên lề để đưa người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nói họ hy vọng thỏa thuận này sẽ ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp và giải trừ nạn đưa người lậu qua biên giới. Nhưng chi tiết về pháp lý vẫn đang được soạn thảo trước thềm một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào tuần tới. Nhưng nhiều chính phủ vẫn đã tỏ ra hoài nghi đối với sự khả thi của thỏa thuận này. Giới chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Năm nói rằng thỏa thuận này có thể bị cho là sự trục xuất tập thể bất hợp pháp và tùy tiện.